Giới thiệu với mọi người, đây là món gỏi cá của người Tày nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem trực tiếp cách làm gỏi cá cũng như là quy trình chế biến món gỏi cá. Đấy. Giới thiệu với mọi người, đây là đầu bếp ra đây. Đầu bếp của em Nguyễn Ước nhỉ. Đây. Nếu mà anh ấy thì bỏ cái giấy với em về giấy ăn vào cho nó thấm đấy. Anh tiên tách ra cho nó ra nha. Lấy rượu cho anh. Đây là cá bỗng đúng không? Cá bỗng ạ. Rượu anh ơi. Lấy rượu cho anh. Mày làm giấy này nó dính vào hết này rồi. Rượu trắng. Lau đi qua được mà. Rượu. Nhưng mà nhà mình còn có rượu trắng nữa. Lại phải tráng qua rượu à? Tráng qua không cái này của anh ơi. Em cái giấy nó dính lắm. Bảo nước lọc. Ai bảo nước lọc? Chị chẳng nước lọc hay sao? Khử cái tanh đi. Cái tanh luôn chốc thái ra chỉ nộm thôi. Ui, chắc chẳng cần cầu kỳ đâu mà anh thấy Tây Bắc anh em bên Tây Bắc toàn chén sống luôn. Nhỉ. Cá giấy đành đạch luôn này. Mình ăn để làm luôn. Đảm bảo ngày mai chứ không phải để ăn như họ được. Đấy. Đây là kiểu làm gỏi của người Tày nhé các bạn nhé. Làm khác với lại anh em bên Tây Bắc. Anh em bên Tây Bắc là cá gỏi cá nhảy. Mình đây là gỏi gỏi cá này gọi là gỏi 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 thính à? Không, gỏi cá bỗng luôn. Gỏi cá bỗng. Cái dao đâu nhìn lên này. Đây là rau thơm mà em. Cái này cũng là gia vị mình cho vào với cá à em? Thơm lắm anh ơi. Công nhận rau này rất là thơm nhỉ. Cái này gọi là húng húng gì em? Húng xoăn à? Húng quế à? Húng quế, húng gì? Đây, húng xoăn. Húng này rất là thơm các bạn. Anh ơi. Tía tô tím. Nhưng mà cũng như anh muốn bóc cái này nhưng mà không bóc cũng được. Nhưng mà bóc ra xem cách chế biến này. Ôi anh tưởng mày lột rồi. Đấy, ra lại lột một lần nữa à? Nó lột này không đúng đây, đánh kiểu đánh vẩy đây anh ạ. Phải lột này mới ăn nó không bị tanh. Ăn nó ngọt thịt hơn anh ạ. Có cái da này mà ăn không ngọt đâu. Bóc một lớp da này nữa. Đấy, thì nó mới không tanh mà ăn nó ngọt cá. Này mới chuẩn. Nếu mà để cả vẩy để cái da này nó tanh cho nó không để cả vẩy lột dễ hơn không? À không, phải đánh vẩy đi anh. Đánh vẩy không mới lột à? Nhận là khô đi nó bóc khó nhỉ. Nó ủ vào trong gạo nó hút hết cái nước rồi. Không dốc mấy à? Anh vào tài khoản đi. Đấy. Con này phải đến cần mấy? Cân rưỡi đấy nhỉ? Đến à? Cần này. Nhà mình là ở gần đây không? Em ở dưới thành phố. Ngoài thành phố à? Chỗ gần chợ lớn. Tận ngoài chợ lớn á? À? Vâng. Chúng ta chơi thân với nhau không? Làm cái gì ở ngoài đấy? Em làm thị trường ấy. Quản lý thị trường à? Không, bán hàng ấy, quản đi sale, dân sale, dân thị trường.
của công ty Coca-Cola. Hôm nay thấy không, một chai Coca-Cola. Đấy, của em chuyên đi bán là sản phẩm của mình này. Sản phẩm công ty. Tí phải giới thiệu luôn sản phẩm xem mà uống xem nó có chất lượng không. Cái đấy chất lượng rồi. kiểm nghiệm. Con gà đã chín rồi nha các bạn nhé. Đây này, gà xương đen này. Các bạn nhé. Đây này. Phải rút hết à? Rút hết cái xương răm đấy ra. Mình định rút đây này, cái bạn này này. Em lại làm việc mà ở trên kia. Bây giờ mà hôm nào sao chúng đi uống rượu thế, anh gọi điện toàn thế đi uống rượu thôi. Mùa này sao đến Tết rồi, chỉ có rượu thôi. Cũng chỉ có rượu thôi. Hôm nay bạn đùa không? Hôm nay anh bảo anh buồn thật. Thấy bảo, lúc có bảo là em đã nhận được rồi. Anh bảo là sao anh bây giờ một đống tiền trong đấy mà không đi lấy tiền. Tàn à? Nó khoảng... Nó có giấy ấy mà. Thì là mất bao tiền, khoảng bao tiền. Bao nhiêu? Cái gì mạng á? Ờ. Đâu đấy, Thuấn truy à, Thuấn phát ở đây. Không, nó là nó có cái mục là sửa đổi. Có nghĩa là sửa thông tin đấy anh. Không rồi. Nhưng mà sửa đổi đi nó anh phải, ví dụ mà anh không được thì anh phải sau 2 năm hay 3 năm có tiền không lấy được. Khổ. Bắt buộc gửi lại ấy, như kiểu đơn gửi lại ấy. Là xác nhận lại. Em cũng gửi lại 2 lần mà. Mua đi có iPhone. Gửi lại 2 lần đó. Vâng. Lần thứ 2 mới được. Nhưng mà nó gửi cho về hồ sơ à? Trang này chỉ trả lên cho anh thì nó chỉ. À anh ơi. Cái thái mỏng này gió thổi mạnh nó bay đấy. Không không mỏng lắm rồi nhỉ. Mỏng quá lại không ngon nhỉ. Mỏng mới ngon. Dũng phát, ăn luôn. Không có wifi. Đây, giới thiệu với mọi người, đây là cái lá, một cái loại gia vị không thể thiếu ở các cái món gỏi nhé các bạn nhé. Đây chính là lá nhội. Đèn lóa quá nhỉ, đèn chói lắm. Đây có canh cá đầu cá không? Đây lá nhội. Đây lá nhội. Lá này nó có một cái vị chát chát và rất là thơm. Thế này gọi là lá nhội, cây nhội. Lá này làm thuốc đấy nhỉ, em nhỉ. Trẻ con, anh thấy trẻ con mà bị ngứa thì dùng cái lá nhội này mình đun lên xong rồi mình tắm cho trẻ con được. 6 năm á. Ôi cái quả nhội như đấy. Quả nhội tốt hơn à? Alo. Quả nhội nhiều lắm. Con đấy. Ừ. Đấy, quả đấy tắm đi. Thế à? Đây nhưng mà ai đấy? Đưa đây, đưa đây. Về đấy làm đó. Lá tía tô này. Đúng cái loại tía tô tím đấy nhỉ. Thơm. Đây là tí trộn với cái trộn luôn.
cái gỏi nó. Thế là thế rồi. Thế nghĩ tính răng húng rồi. Thế húng xoăn vào nhỉ. Thì là cho cái răng cưa cái to. Mùi tàu. Này cho ít thôi. Ừ. Lá nhội này cho. Lá nhội để tí cuốn à? Cuốn lên. Ừ. Còn món riềng nữa, riềng nữa mà nhỉ. Vâng, cho riềng. Anh trai ước tên gì đấy? Giang. Anh Giang à? Đầu bếp. Ai muốn ăn gỏi cá thì liên hệ với anh Giang nha. Càng đấy. Đấy, Giang tỉnh à? Đầu bếp. Chết đầu bếp. Đầu bếp làm quan. Món gỏi cá người Tày. Quả ớt à. Cái cay. Đến bán tiết là ớt. Đến nước đá hay sao ấy? Để cho thêm một tí rượu vào. Rượu dậy mùi thơm. Món gỏi là phải có chanh, không cần tỏi đâu nhỉ, rau thơm, riềng, cái riềng này rất là cần thiết. Thiếu cái riềng này chấm. Vâng, chanh, chanh này không thể thiếu được. Lại thêm món gà đồi này nữa, mãi mới bắt được con này. Bắt bay bắt mà. Thịt nó đen nhỉ? Đen hết rồi. Gà đen, gà đen, xương đen. Xem cái óc nó có đen không? Ở chỗ bờ ao đây chưa? Cái gì? Sớm thì không đi nhặt đi được, còn bảo chưa? Cái lá gì? Lá chanh nhỉ? Anh kéo mang luôn kìa. Không cần nữa. Mình ăn đẹp nhặt thì bây giờ một phút là có ngay. Nhanh không? Món gà thì nhìn thấy nhiều rồi nhưng mà món gỏi cá này là ít nhìn thấy. Mình cứ trộn như này là được rồi đúng không? Vâng, này là... vắt ít chanh. Vắt chanh vào nữa là tí là ăn luôn rồi đúng không? Mắm muối mì chính, không cho nước mắm đâu nhỉ? Có cho ít muối nước mắm. Có một tí nước mắm. Thằng này tí về cũng tắm rồi. Mà say là không tắm nữa. Mùa này tắm qua loa rồi nhỉ. Đấy, lạnh lắm. Xoài. Ui, tôi đã chín rồi. Thế nó vẫn còn ở đây này. Vẫn còn quả trứng nhau. Con này nhiều trứng nhỉ? Sắp đẻ. Chanh tỏi ớt. Wow, nhìn rất là ngon và hấp dẫn các bạn ạ. Đấy, giới thiệu với mọi người đây chính là một cái mâm cơm đúng theo bản sắc của người Tày nhá các bạn nhá, ở nơi này nhá. Đấy, rất là ngon và hấp dẫn. Đây là chủ nhà Ước. Cái gì em là Nguyễn Văn Ước nhỉ? Nguyễn Công Ước nhỉ? Nguyễn Công Ước. Cường độ. Giới thiệu với các bạn là món chính của nước nói. Nước nói. Là món chính của các mâm cơm ở trên vùng cao đấy. Lấy cái phay không đấy? Căng chưa? Có rồi. Căng hộ còn thua. Mời mọi người ăn cơm cùng gia đình mình nhá. Mình xin phép không quay lúc ăn uống để mọi người mất tự nhiên. Hẹn là mình phải thử một miếng món gỏi cá để cho Bùi Tạt á. Cho Bùi Tạt vào. Thế là ăn cái này là phải gói với lại lá nhội đúng không? Đấy, mình gói trước. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng đã. Đây là món gỏi cá sống nha các bạn nhé.
Cái này để đây nhá. Rồi, cá sống. Ra là cái cá này là cá bỗng các bạn ạ. Nó cũng giống như cá hồi. Với lại các cái loại loại cá, nói chung là gỏi cá sống thì chắc là nhiều người được ăn rồi. Nhưng mà mình hôm nay được ăn lần đầu tiên ở trong bản này. Cá lâu lắm rồi, cá đồng. Cứ cứ để đấy. Bây giờ anh chấm thẳng đây. Chấm thẳng đây đúng không? Nhá, cho ngập vào làm cái cho nó sộc thở đấy, hơi nhiều mùi tạc đấy. Ừ. Ừ. Rồi cảm ơn nhé. Sộc à? Thực ra là cái bùi tạt này mình cũng hay ăn nhiều nhưng mà đúng là chấm quả này là hơi đậm đà tí. Rồi. Mời cả nhà nhá. Xem thử xem nó ngon hơn không. Có bùi tạt ngon thật đấy. Chua chua, chát chát của cái lá nhội này các bạn. Rất ngon. Này nó ăn nó dai, ngon hơn cả cá hồi ấy nhỉ. Cá hồi nó còn bở bởi vì cá hồi bây giờ là nuôi nhiều. Còn cá bỗng này là cá thả ao. Người ta không phải nuôi công nghiệp các bạn ạ. Vậy là cá, thịt cá rất là dai và rất là ngọt đậm, có tuyệt vời. Đồ hôm nay là cũng đạm đạm vừa vừa, chưa phải ngon rồi. Không. Đầu bếp ở bên trên nha anh nha. Đấy, đây là đầu bếp đây. Đầu bếp ấy. Hai. Rồi Giang chào mọi người cái. Mấy nữa nổi tiếng là làm đầu bếp nha. À, giới thiệu với các bạn hôm nay tôi và Nguyễn Tất Thắng cũng rất là vui được đến nhà em Ước này chơi. Cũng như là được em mời ở lại ăn cơm cùng với gia đình. Đấy, giới thiệu với các bạn đây chính là em Ước nhá. Em này cũng có một kênh YouTube, đó là kênh Tày TV các bạn ạ. Các bạn viết chữ Tày TV là sẽ hiện lên kênh của em đó nhé các bạn nhé. Nếu các bạn quan tâm thì vào ủng hộ cho em Tày TV nhá. Kênh của em cũng chuyên quay về các cái cảnh đẹp cũng như là văn hóa vùng cao nhé các bạn nhé. Rồi có lẽ là bây giờ mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn với các video tiếp theo nhé.